Mỹ Lan xin kính chào quý bà con cô bác ạ. Dạ, chào chị Lan. Chị Lan đây gần Điệp đâu? Dạ, Điệp ở nhà giữ chùa. Giữ chùa. À, Cương vừa cho Mỹ Lan xin chia sẻ một chút xíu. Dạ. Là có một người em bên Đức và các Việt kiều Đức á, rất là thích chương trình này. Dạ. Mới điện về nói, chị đi thi đi, chị đi thi đi. Nhưng mà vì sức khỏe có hạn nên không có thi được. Dạ. Chờ đợi rất là mệt. Cho nên cái em nói không được đó. Vậy là chị phải đi giao lưu, chị phải đi giao lưu để em về, để em về. Em thấy chị trên hội quán Miệt Vườn ở bên Đức rất là thích, rất là dạ. thích luôn. Thì các bạn có hẹn là tháng 6 là về là cũng sẽ đến đây để giao lưu ạ. Dạ, cảm ơn chị. Xin chia sẻ một chút ạ. Dạ, cảm ơn những người bạn của chị ở bên Đức nha. Dạ, cái đó là Khương vừa nghĩ là có. Tại vì quý bà con cô bác ở bên nước ngoài á, hồi đợt Tết vừa rồi về quê ăn Tết á, là hầu như là chưa có về tới nhà, là chưa về tới quê là đã ghé hội quán ngôi sao Việt Vườn. Dạ, ghé để xem coi hội quán ngôi sao Việt Vườn sao, rồi gặp Khương vừa hỏi thăm. Rất là cảm ơn quý bà con cô bác. Dạ, mình kính chúc tất cả quý bà con bác mình đang ở nước ngoài thật là nhiều sức khỏe ha. Và khi nào có dịp về Việt Nam thì nhớ ghé hội quán ngôi sao Việt Vườn để giao lưu. Dạ rồi, hôm nay thì chị sẽ giao lưu bài gì nè? Vâng, và sau đây là một sáng tác thành công, bài hát được mang tên Tango Buồn, được trình bày qua tiếng hát Mỹ Lan. Xin mời quý bà con thưởng thức ạ. Dạ, bà con bác vỗ tay lớn lên ạ. Cảm ơn nhiều. Xin mời hai bạn vũ công với bộ điệu tango lên sân khấu ạ. Xin mời hai bạn ạ. Yeah.
bước cùng ôi khúc tango khẽ lời. Hân xin cảm ơn ạ. Trời ơi, chị hát hay quá, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cảm ơn những vũ công. Ủa chị còn hát tango nữa đó. Đứng đợi lại ha, nhảy luôn mình lên xuống chi mất thời gian à. Dạ cảm ơn bà con bác rất nhiều. Và bây giờ Khương Dừa sẽ mời quý bà con bác. Dạ chụp hình lên đó chị. Dạ lên chị. Dạ xin gì không có chứ xin chụp hình là có liền à. Dạ bữa nay danh sách là dư rồi, cho nên là giờ chị đăng ký là cho tuần sau lên. Ông Môn Cần Thơ lên tính giao lưu chỗ Hương Dừa này một bản mà bữa nay đầy. Dạ đúng rồi, bây giờ chị đăng ký gì rồi xong cái khi nào chị có thời gian là thứ ba thứ năm là tuần nào chị lên cũng được. Tại vì nãy cũng có nhiều cô chú anh chị cũng đăng ký rồi nhưng mà cái mình bị dư cái xong mình cũng không có cho sắp xếp cho hát được. Dạ 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 rồi ai chụp hình cho chị à, có người chụp ở xa vậy hả? Chụp vậy chắc thấy cái sân khấu không quá. Ông xã chị hả? Em hả? Tưởng ông xã thì chụp hình vậy bỏ ông đi. Chụp gì đứng mà xa dữ vậy. Mày cười lên. Dạ rồi cảm ơn chị nha. Chị thông cảm giúp em nha. Dạ đừng có buồn phiền gì hết. Tại vì hồi nãy trước khi chị đăng ký là có nhiều anh chị đăng ký rồi. Mà người ta cũng ở xa vậy đó. Cho nên mình không có sắp xếp được. Cho nên giờ mà sắp xếp chị lên hát được là các anh chị đó đứng lên di về liền. Dạ. Chị lên cổ vũ được không? Dạ được. Dạ được. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Rồi chúc chị sức khỏe. Rồi ở tuốt dưới Ô Môn Cần Thơ lên. Đó có nhiều bà con bác ở xa lắm. Ở dưới Khương Dừa nghĩ là cũng sẽ có những cái địa điểm tụ điểm để giao lưu văn nghệ. Nhưng mà lâu lâu bà con bác muốn mở rộng ra ha. Mình đá cái dãy hát cái dãy mở rộng lên để giao lưu cho nó vui hơn. Hẹn gặp lại. À, bây giờ thì bà con bác mình đến với hội quán ngôi sao miệt vườn á, coi như đầu tư trang phục đẹp lắm. Dạ tại vì biết là có ghi hình mà, ghi hình rồi phát lại để mình xem làm kỷ niệm, cho nên ai mặc cũng đẹp trơn. Dạ chào chị. Dạ. Cho chị tặng Khương Dừa một tặng cái. Em luôn hả? Dạ, tặng em. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Cho chị chia sẻ một cho chị cái gì à, chị thứ nhất là chị I love you ban nhạc. Dạ I love you ban nhạc. Rồi dạ. Chị chúc Khương Dừa thành công mọi mặt, nhiều sức khỏe. Dạ. Và chúc khán giả có một đêm nhạc thật là tuyệt vời. Rồi tất cả ở đây sẽ cũng chúc chị cũng giống như vậy luôn ha. Dạ. Rồi chị Thơ là nhà đâu? Nhà chị ở quận 3. Quận 3, ừ. Đường nào chị? Lê Văn Sĩ. Dạ, xưa giờ là ở đó luôn hả sao chị? Đúng rồi, ở đó luôn. Rồi chị đang làm công việc gì? Chị ở nhà giữ cháu. Dạ, rồi trước khi mà giữ cháu thì đó mình làm công việc gì? Cũng nội trợ. À, nội trợ luôn. À. Chị có mấy người, mấy đứa cháu rồi? Chị có hai đứa cháu. Cháu nội, cháu ngoại chị? Ngoại. Rồi cũng lớn rồi hả? Dạ, dạ rồi. Thì gia đình vui vẻ xung vầy ha. Rồi giờ chị hát bài gì để gửi tặng bà con cô bác nè? Cho chị trình bày bản Hoa Nở Về Đêm. Dạ đúng rồi, bản đêm ha. Hoa Nở Về Đêm ha. Dạ rồi mời bà con bác cho chị Thơ một tràng pháo tay ạ. À, tự tin lên nha chị. Một mảnh áo già đường khuya
qua ngàn đời, dù gió mưa giăng giăng còn đẹp như khi quen nhau. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương, nhân có mấy người tìm được một tình yêu ta thương. Mê nhân người chưa quen, một người ở lại đèn chẳng gọi màu. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trái. Một người tìm vui mãi tận trời nào, gió lại hôn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng. Và một có dịp mà mình đứng đây hát mà ở dưới có nhiều bạn bác vậy để xem ha. Hạnh phúc lắm á. Dạ vui ha.
Dạ rồi. Rồi dạ, chúc chị sức khỏe nha. À, có thời gian chị nhớ trở lại hậu quán ở Sơn Mì Diền để hát cho luôn ha. Dạ. Dạ cảm ơn quý bà con bác rất là nhiều. À, dạ giờ cũng 8 giờ mấy rồi, chắc ngày mai bà con bác còn đi làm á, cho nên Khương vừa thấy có một số quý bà con bác mình đi về nghỉ ngơi. Dạ nhưng mà cũng còn rất nhiều bọn bác ở đây để thưởng thức những giọng hát tiếp theo. Bây giờ Khương vừa sẽ mời quý bà con bác đến với giọng hát của một em trai và dạ, trẻ trung dễ thương. Lên cân. Cho em xin phép chào anh Khương Dừa và tất cả quý bà con cô bác có mặt tại hội quán ngôi sao Việt Dường đi hôm nay. Là kính chúc sức khỏe, là chào thân thương và trân trọng nhất ạ. À, Khương tên gì? Dạ em tên Linh. Tên Linh? Dạ. Thùy Linh hả? Dạ không, em tên là Hoàng Linh. À tên Hoàng Linh cũng vậy. Tưởng Thùy Linh hay Hoàng Linh. Cưng quê đâu? Dạ em ở Long An. Dạ, quyển nào? Dạ Đức Hòa. Có mua vé của đêm nhạc 24 xem chưa? Chưa phải không? Dạ, chưa biết thông tin hả? Dạ chưa, có thấy anh đăng rồi, em đang mò thông tin, đừng em đi qua bên bệnh. Trời ơi, mua vé đi để xem, để chương trình được nhiều bạn bác xem thì mai mốt mới có dịp về Đức Hòa để hát, để biểu diễn, phục vụ quý bà con cô bác. Rồi cưng làm công việc gì? Dạ em làm bên tài chính. Tài chính là cho vay hay sao? Không cho vay phải không? Ông hay gọi anh em bên, anh có cần vay không phải không? Phải không? Dạ không có đâu. Hả? Dạ không. Chứ làm tài chính làm sao? À, thì hỗ trợ làm hồ sơ mua góp thôi. Mua góp hả? Dạ. À, ở dưới Đức Hòa luôn hả? Dạ. À, rồi giờ công việc đó giờ nó ổn không? Giờ được không? Dạ cũng được lắm. Được chứ, thì anh Khương vừa theo làm với phụ chứ. Quán vắng quá rồi. Ha. Dạ. 24/6 anh theo anh làm, 3/5/7 về đây anh dẫn chương trình. Dạ. Được không? Rồi hôm nay cưng sẽ hát bài gì để phục vụ bà con cô bác nè. Em xin phép hát một ca khúc em cũng vừa mới phát hành trên YouTube đó, cách đây cũng khoảng 10 ngày thôi, đó là tác phẩm của em. Thì vậy cũng hả? Có trên YouTube không? Dạ có. Vậy giờ mở YouTube nghe thôi. Được không? Hả? Dạ không được. Không được à? Rồi bài gì? Bài hát được mang tên là Thương Cô Gái Quê. Thương Cô Gái Quê, dạ rồi. Dạ, xin mời. Ở dưới quê thì có nhiều cô gái lắm cho nên bạn này thương nhiều cô lắm nè, tôi biết. Nha, rồi bao bác cho bạn một tràng hoa tay ạ. Dịu dàng nhìn nàng lướt qua, lung linh đẹp xinh nét ngông ngà. Nhưng kia ngoài xa có cánh cò bay, con trâu còn đang sớm hôm cây cây. Ôi anh thương làm sao cái nét mộc mạc thôn quê, mong sông trời cao cho chúng mình thành phù thế. Em ơi níu bằng lòng anh mang cao trầu sang thương. Yêu em muôn đời dù giật đôi sao, rơi một dòng sông xanh bên kia hàng cao. Gặp quanh có hai nút rau, nắng mưa dài dầu tình ta luôn luôn có nhau. Còn chẳng nhớ chi sao không cùng anh, ngày đêm em không phải lo. Sớm hôm tao tận cạnh bên cho em ấm no, bên sông bóng bóng đò miền quê xa lắc. Mai trần gốc hiên nhà đời ta ngồi vui anh trăng. Sẽ không để em buồn, em đừng nên lo lắng. Có em ở bên mình anh đâu ngày khi khó khăn. Anh thương làm sao cái nét mộc mạc thôn quê, mộng sông trời cao cho chúng mình thành phù thế. Em ơi níu bằng lòng anh mang cao trầu sang thương. Yêu em muôn đời dù giật nỗi sao, rơi một dòng sông xanh bên kia hàng cao. Gặp quanh có hai lúc cao, nắng mưa dài dầu tình ta luôn luôn có nhau. Còn chẳng chờ chi sao không cùng anh, ngày đêm em không phải lo. Sớm hôm tao tận cạnh bên cho em ấm no, bên sông bóng con đò tìm quê xa lắc. Mai trần gốc hiên nhà đời ta ngồi vui ánh trăng. Sẽ không để em buồn, em đừng nên lo lắng. Có em ở bên mình anh đâu ngại chi khó khăn. Một dòng sông xanh bên kia hàng cao, gặp quanh có hai lúc gao. Nắng mưa dài dầu tình ta luôn luôn có nhau. Còn chẳng chờ chi sao không cùng anh, ngày đêm em không phải lo. Sông hôm tao tận cạnh bên cho em ấm no, bên sông bóng con đò tìm quê xa lắc.
cười ánh trăng. Sẽ không để em buồn, em đừng nên lo lắng. Có em ở bên mình anh đâu ngại chi khó khăn. Vâng, xin hết rồi ạ. Rồi bài này có bán bản quyền chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Bán để tôi mua để tôi đăng chứ lỡ tôi đăng lên rồi anh đánh bán quyền sao? Dạ không có đâu. Gỡ bản quyền ha. Dạ ok. Rồi Cưng sáng tác được mấy bài rồi? Em chỉ hát với thu âm với lại ra nhạc thôi. Chứ sáng tác bạn em viết nhạc cho em. Rồi dạ. Phân ra được nhiều bài chưa? Dạ cũng nhiều rồi. Rồi ở dưới Đức Hòa mình có đi hát được nhiều chưa? Em chưa có dám bước lên sân khấu lần này, lần đầu tiên mới bước lên này. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Còn ở dưới quê là hát ngoài đồng ngoài ruộng rồi quay MV. Dạ đúng rồi. Rồi mai mốt mình sẽ tranh thủ mình tới, mình hát nhiều nhiều, mình hát vậy thì mai mốt bà con cô bác người ta thấy mình tính mời mình đến hát ở mấy sự kiện đồ. Dạ. Tiệc tùng đồ ha. Dạ dạ. Rồi chúc Cưng nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi một bạn trẻ rất là dễ thương. Rồi cảm ơn bà con bác rất nhiều. Dạ bà con bác thân mến, Khương Dược xin được phép giới thiệu lại một xíu. Dạ đêm nhạc của Ngôi Sao Miệt Vườn ngày 13 tây tháng 4 2024 sẽ có sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ nhân dân Bạch Phượng Loan, dạ nghệ sĩ Hài Thanh Bắc và ca sĩ trẻ Võ Lê My. Hy vọng quý bà cô chú anh chị sẽ dành thời gian đến để xem chương trình ha. Dạ cảm ơn bà bác rất nhiều. Và bây giờ Khương Dược kính mời quý bà con bác mình đến với một giọng hát của một ông anh. Dạ chào anh Nhân. Vâng xin cảm ơn. Xin chào anh Khương Dừa. Dạ chào anh Nhân. Dạ. Rồi, chào anh. Dạ xin chào. Dạ em chào anh ạ. Dạ đứng lên đây. Dạ. Anh bự con mà anh xin nhát có gì? Dạ. Dạ anh giới thiệu về mình đi. Và tôi tên Nhân. Dạ. Và làm công việc là người dẫn chương trình cho chương trình hát với nhau. Ở đâu anh? Ở quán cà phê. Biết là quán cà phê chứ. Quán cà phê Hello. Hello ở thành phố Tân An. Ủa em chịu em ở Tân An mới về luôn á. Ok. Đường nào anh? Đường Hùng Dương nói dài. Em chịu ở đường Hùng Dương luôn á. Vậy à? Dạ. Chịu đi treo băng gòn đó đó. Treo mình treo trước xong người ta gỡ chân. Xuống sáng thì thấy gỡ chân. Chơi kỳ. Rồi cái quán là quán nhà hay là quán, của ai? Quán của bà chị. Bà chị hả? Bà chị. Dạ chị ruột là chị bà con. Chị bà con. Dạ anh dẫn lâu chưa? Lâu rồi anh. Dạ dẫn rồi vậy mình có bữa nay mình đi vậy rồi dưới ai dẫn? Hôm nay sửa chữa quán cho nên là có thời gian đi hát giao lưu được. Dạ. Dạ quán sửa chữa chừng 3-4 tháng mình đi hát cho đã ha. Dạ dạ. Ở dưới rồi hát giao lưu vậy mình dẫn chương trình rồi mình có hát không? Dạ có. Vậy thể loại anh yêu thích là nhạc gì? Bolero. Bolero à? Có gì nữa anh hát được nhạc gì nữa không? Nhạc hát nhạc trữ tình. Trữ tình là bolero á. Dạ. Dạ rồi bây giờ anh hát gửi tặng bà con bác bài hát gì nè. Dạ hôm nay xin gửi tặng đến các cô chú và các anh chị một ca khúc được mang tên Dấu Tình Sầu. Rồi mời anh nha. Dạ. Thoải mái lên. Rồi có bước nắng để gió đi tìm vết bước năm xưa nay vương âm thầm lời dù đàn ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn tuổi gầy nông lên màu mắt trời có mây tím để lá mưa nhiều lá khóc trên mi cho môi sầu chiều lên đỉnh núi ngang đầu nhà thương cho gót răng sầu giận hờn xin ngập lối đi
đàn răng tiếng phong khiến tôi buồn, đừng hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin gửi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến giọng hát mơ hồ, vết bước năm xưa nay vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào làng quê. Mây tím để lá mơ nhiều, lá khóc trên mi cho môi sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạc thường cho gót răng sầu, dần hờn xin ngập lối đi. Đàn răng tiếng phong kiến tôi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin gửi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến giọng hát mơ hồ, vết bước năm xưa nay vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào làng quê. Cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào làng quê. Nhiều. Dạ. Không giao lưu nữa hả? Được, được rồi. Được rồi ha. Anh được rồi, giao lưu nhiêu đó được rồi. Dạ. À, nói chứ thấy bà con bác lên cũng rung, cho nên mình nói chuyện vui vui, ghẹo ghẹo cho bác. Ơi, xin chào. Cho bà con bác thoải mái một xíu. À, giống như ở trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn cũng vậy nữa. Lúc mà bà con bác mà mới vô phòng cát á, rung dữ lắm. Xong rồi cái Khương Dừa phải có nhiều buổi tập luyện. Rồi cái từ từ mới dần dần quen lên sân khấu, mà cũng lên sân khấu. Bà ông bác xem chương trình nó thấy có nhiều người cũng rung lắm. Mà Phương Dừa rất là ấn tượng với những con bác rung vậy nè. Nhưng mà mình không có giữ được cái, chứ giữ được cái nét đó mà lúc mà lên thi chương trình dễ thương lắm. Nhưng mà tại vì tập luyện qua nhiều vòng, cái bắt đầu mình bình tĩnh trở lại, cái hết rung. Dạ, và bây giờ Khương Dừa sẽ mời quý bà con bác đến với giọng hát của một người anh đồng hương với Khương Dừa. Khương Dừa ở Chợ Lách, còn anh ấy ở Ba Tri. Dạ, mời anh Phương. Có bộ đồ đẹp ghê. Mượn hát xong cho mượn bộ đồ bữa sau thứ bảy dẫn chương trình. Rồi, dạ, anh Phương giới thiệu về anh đây. Lời nói đầu tiên thì cho Vũ Phương xin kính chào cô chú, các anh chị và các bạn, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân thương nhất. Dạ, tràn pháo tay. Dạ, anh Phương hiện tại là đang ở dưới Ba Tri luôn hả? Dạ, em đang ở Ba Tri. Rồi, ở dưới anh làm công việc gì?
Dạ em phụ bán đổ xăng cho ông chủ. Xăng dầu anh. À xăng dầu. Là đó đi bán nguyên ngày hay là mình chia theo ca? Mình bán nguyên ngày rồi xong rồi tới chiều mình qua mình phụ quán của ông chủ nữa. Ủa? Mình lãnh lương hai đầu á. Ông làm nhiều dữ vậy hả? Dạ. Rồi ông bán cái gì? Ông cũng cà phê sân vườn. Dạ. Thôi cũng có cà phê rồi mình uống rồi có bán xăng rồi có xăng mình đi là được rồi, ổn dạ. Định rồi ha. Dạ. Rồi bữa nay anh hát bài gì để phục vụ quý bà con bác nè? Bữa nay thì cho chú Phương xin hát bài hát được mang tên đó là Chiến Công Thầm Lặng. Cổ ha. Dạ. Rồi một tràng dạ. Pháo tay thiệt lớn bà con bác ơi. Dạ. Lòng chung thủy dặn bàn bay kiên giang hiện ngang trước kẻ tù hung bạo thì hồng ơi dẫu biết giờ đây ta đã xa lìa muôn thử nhưng đêm từng đêm lừa tình yêu ở lòng anh luôn nhớ về em như mãi trong lòng. Lặng lẽ chỉ còn để lại trên đời bao ước vọng một thời thư. Hồng ơi lá thư này sưởi ấm tình yêu nhưng tưởng bên nhau nào ngờ dân biệt. Bao ngày xa nhau anh vẫn nhớ thương thương hoài trong tim bóng hình em.
xe 7 chỗ độ nó thấy không? Đi xe 7 chỗ luôn hả? Đó, có một mình mà ông nói về hát mà bông được 10 bông thì ông về ông trả tiền xe cho. Dạ, còn quá trời bông luôn. Được 10 bông á thì tự móc tiền túi mà trừ tiền lương. Dạ. Cho nên có lý. Được. Dạ được. Dạ rồi. Cảm ơn anh nha. Hát hay anh mê anh Châu Thanh hả? Cái hơi chữ lời đó mà. Là phái của chú Châu Thanh dữ lắm. Dạ. Hồi nào cũng đi. Cẩm Giang ơi, hồi nào cũng là Cẩm Giang ơi với tụi quanh ơi không à. Dạ. Mà anh em nghe cái hơi cũng giống giống. Nó hồi nãy con là... nghe hơi hụt xíu hả? Đúng rồi, tại đi đường xa ha. Đường xa. Này bánh nó hơi non, thiếu hơi xíu, không sao. Bữa sau mình đi tới mình bơm hơi cho nó dày lên xíu mình hát. Nhưng mà em góp ý này xíu nè, anh để xíu anh về anh nghe cái em đăng lên á, cái phần hát anh hay hơi dày nhưng mà tại do sức khỏe thôi. Nhưng mà mình để ý xíu cái khúc cuối em thấy nó hơi anh cái chữ nó chưa dứt khoát, nó hơi điệu điệu một xíu. Ha, rồi hôm bữa sau mình rút kinh nghiệm cái mình hát hay hơn ha. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi chúc anh sức khỏe nè. Nhiều đi dư rồi. Bỏ xe ổng đi, lấy này ra bến xe bằng tay đi mua chiếc xe về dư. Dạ rồi, cảm ơn bà cô bác. Công nhận là bà con cô bác mình có nhiều cái giọng hát mà kinh khủng khiếp thiệt chứ. Hát cái hơi mà dài thòn lòn luôn. Dạ. Rồi bây giờ là Khương Dừa sẽ mời quý bà cô bác đến với giọng hát của một anh trai. Dạ, mời anh. Còn 3-4 giọng hát nữa là sẽ kết thúc đêm vô lưu hôm nay. Cho nên bà con bác mình cố gắng mình ở lại cũng còn sớm. Cho nên mình thưởng thức những giọng hát của các anh chị luôn. Tới giờ mình hát cái vắng que nó không buồn ha. Dạ, anh giới thiệu gì mình đây? Xin lời đầu tiên xin kính chào quý bà con, cô bác thân yêu. Dạ, chào anh. Nhưng mà không biết sao mà nguyên do đâu mà lúc nào bà con bác mình lên này cũng nói câu lời nói đầu tiên ha. Đó không biết ai là người lời nói đầu tiên ta? Ai nói câu đó hả? Chắc học theo em. Không, thiệt sự chứ. Mình thì nghe cái câu đó quen thuộc quá mà mình không biết là ai là nói câu nói đầu tiên. Dạ rồi, anh tên gì anh? Anh tên Thái. Anh Thái. Ừ. Quê anh ở đâu? Anh quê ở Vĩnh Long. Quê Vĩnh Long. Và hiện tại anh sinh sống và làm việc ở quận 4. Dạ, anh làm công việc gì ạ? Anh làm phòng an ninh ở cảng. An ninh hả anh? Dạ, bữa nào là vô cảng chơi là giao lưu là nhờ anh dẫn vô tham quan được phải không? Ok, được. Dạ, anh làm cảng được chứ anh đừng có chăn nuôi nha. Chăn nuôi mà có một con duy nhất mà anh không được bao giờ nuôi là biết con gì không? Biết con gì không? Con gì em? Con gì bà con bác biết không? Biết cái con gì mà mình anh Thái không được nuôi không bà con bác? Con gì? Con gì? Hả, con gì? Em không biết, em dám nói không biết. Ok, dạ. Cảm ơn em. Cảm dạ, ơn nó gẹo cho vui à. Ha. Rồi, cảm ơn quý bà con, cô bác rất nhiều ạ. À. Dạ, anh hát cái gì? Và đến với hội quán của em hôm nay thì anh xin gửi đến quý bà con bài hát được mang tên Tình Cha. Dạ, rồi. Bà bác mình còn anh cho anh câu nói nữa, tức dạ. Là nhân đây thì anh cũng rất cảm ơn dạ. Hương Dừa vì em đã đem tới cho quý bà con một sân chơi rất là bổ ích dạ. Và đặc biệt là bà con miền Tây của chúng ta. Dạ, em cũng vui nữa. Thật ra em làm một cái hội quán vậy nè, rồi em cũng được nghe, rồi được dẫn, được hát, được sống với âm nhạc. Nó cũng vui vẻ nữa, vui vẻ mình sống khỏe, sống lâu ha. Dạ, bây giờ bà con mình còn ít cho nên mình cố gắng mình vỗ tay lớn lớn lên. Dạ, rồi cảm ơn nha. Bà con rất nhiều, dạ. Cảm ơn em. Thank you.
tình cha áp như bờ thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Và nhớ ngày ấy những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng ôm con và cha kẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối ra, nghèo thì cho sạch rách sao cho những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi trong lòng tiếng. Cha ơi cha già dấu yêu. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, con ơi chớ bao giờ dối ra. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thừa, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tiếng. Cha cha già dấu. Cảm ơn đại gia đình thương yêu. Trai anh hả? Đúng rồi em, đúng rồi. Dạ. Con trai. Anh có mấy đứa rồi? Có thằng con trai. Ồ vậy anh có gia đình cũng trẻ ha. Ừ, dạ. Anh hát hay quá, sao anh không đăng ký thi ngôi sao Vườn vậy? Tại anh mất đi làm, nói chung anh quý lắm, lần đầu tiên anh tới đây. Dạ. Anh rất quý em và quý cái hội quán ngôi sao Vườn. Dạ, dạ cảm ơn anh rất nhiều. Dạ anh đến lần rồi thì mai mốt có dịp mình tới đây để mình giao lưu ha. Ừ, cảm hay em. Quá trời. Bà con bác khán giả đang xem livestream cũng khen nữa. Dạ, chúc cảm anh sức khỏe em. Nha. Cảm ơn dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều.
cảm ơn đại gia đình thương yêu. Bữa nay có bà xã anh đi không? Có bà xã của anh ngồi. À bà xã anh ngồi đó hả? Hồi nãy xong bà xã không lên luôn. Để cho gia đình mình sum họp. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn quý bà con cô bác thương yêu ạ. Xin dạ. Chào. Hát hay quá, có ông chồng hát hay và đẹp trai nữa. Vậy dáng giữ kỹ kỹ nha vậy. Để thôi mấy thằng đó nó nhìn á, nó địa đó. Giờ không sợ mấy bà mà sợ mấy thằng đó đó. Dạ rồi bà con cô bác thân mến, bây giờ mình sẽ đến với giọng hát của một ông anh trai. Dạ, anh hát cái bài rất là dễ thương, Hoa tím người xưa. Dạ, mời anh. Dẫn đêm nhạc giao lưu nó thoải mái hơn đêm nhạc thứ bảy rất là nhiều. Đêm nhạc thứ bảy áp lực. Có bữa, với lại có bữa Hương vừa dẫn chương trình xong cái nó bị mệt đó, cái tuột năng lượng, cái nhiều khi nó dẫn nó không vui. Còn bữa nào mình cảm giác trong người nó khỏe, nó có nhiều năng lượng, nó bụng no xong cái dẫn nó có nhiều, nó vui hơn. Dạ, chào anh. Xong chưa? Trọng tâm xong chưa? Xin chào anh Khương. Ủa anh viết chữ gì anh ta vậy? Xin chào toàn thể bà con cô bác hôm nay về tại hội trường hôm nay. Xin mời lời chúc tốt đẹp, mời lời chào kính trọng nhất. Và trong đây, Hoàng Phương xin gửi tới toàn thể bà con chúng ta bài hát có tên đề Hoa tím ngày xưa. Người xưa chứ. Xin mời cùng thưởng thức. Người xưa chứ anh. Hoa tím người xưa. Dạ, bà con bác cho anh một tràng pháo tay ạ. Quý. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn những cánh hoa thân thương của quý bà con cô bác. Xin một lời chúc tốt đẹp, một lời chào kính trọng nhất. Vâng, xin cảm ơn. Quên lời hả dạ? Anh sợ anh quên lời hả? Quên lời nên ghi tơ chữ anh ta dễ thương quá. Ở nhà đấy hát karaoke á. Dạ. Giờ lên đây là không quen. Đúng rồi, nhà của mình mà nó dàn máy của mình muốn hát khi nào hát. Ừ, còn lên đây là nó khớp. Sân khấu mà, sân khấu dù lớn hay nhỏ là mình bước lên rồi có đèn nè. Có bà con cô bác xem là rung dữ lắm. Nhưng mà anh là đứng đây anh hát vậy là giỏi rồi đó. Chứ mà cùng vui rồi, gặp Hiệp Phước là vui dạ, lắm. Dạ, chứ em lên sân khấu em quên lời hết luôn á. Dạ, giờ nó dặn dạng đỡ rồi. Ừ, Hiệp Phước nhà bè lên đây. Dạ, nhà bè lên là. Ừ, đi khi 1 giờ đến giờ. Rồi giờ anh về không mong hả? Bây giờ về nhà bè chứ. Ủa, tưởng về không mong. Dạ rồi, chúc anh về nhiều sức khỏe nha. Chúc anh Khương và chúc chương trình càng ngày càng phát triển. Và để cho bà con cô bác được những niềm vui. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều, nhớ ủng hộ em nha. Cảm ơn. Thấy thương quá. Đa số bà con bác nãy giờ hỏi giao lưu toàn ở những quận huyện xa không à. Đó, tại vì bữa giờ bà con bác ở gần gần đây giao lưu xong hết rồi. Cho nên bà con bác ở xa xa tranh thủ tới. Dạ, nhưng mà bà con bác biết sao không? Ở xa nhiều khi mình tới á, mình đăng ký, mình gọi vô hotline đi để mình đăng ký. Chứ không thôi là mình tới nhiều khi cái giống như bà chị nãy á, tới rồi xong cái mình đăng ký cái là danh sách bị đầy rồi cái mình hát không được thì hơi tiếc, hơi mất thời gian công sức của quý bà con cô bác. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đến với giọng hát của một bạn trẻ, bạn Vinh. Mời bạn. Căng quá vậy. Dạ. Lời đầu sau chứ không dám lời đầu tiên nữa. Lần sau cùng, lời sau cùng á, lời nói dạ, sau cùng. Lần sau cùng. Dạ. Xin chào bà con cô bác, chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bạn quê ở đâu? Dạ, quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Của bác Út Trà Ôn hả? Dạ, ở gần đó luôn á. Gần nhà bác không? Gần luôn. Biết nhà bác không? À, không biết. Biết nhà bác hả? Tưởng biết nhà bác bữa nào dẫn lại nhà bác chơi. Dạ. Dạ, mà dưới đó giờ là nhà, chắc nhà của bà con dòng họ của bác còn đó hả? Còn anh. À. Dạ. Tại cái gốc của bác đó hả? Đúng rồi. Rồi giờ bữa nay mình ở dưới Trà Ôn lên mình hát dùng cổ hay là nhạc? Dạ, hát nhạc. Hát nhạc hả? Rồi dạ. Bạn làm công việc gì? À, em ở nhà em quay vịt, quay heo. Vậy hả? Dạ. Ngày bán được 1000 con không? Dạ có bữa thì cũng được mấy con, bữa nào ế quá thì hay chồng ăn luôn. Dạ ăn luôn. Tình trạng chung. Mà học nghề đó lâu chưa? Dạ ngày trước là em làm kinh doanh. Thì sau cái mùa dịch rồi cái là nó phá sản luôn. Rồi nhiều người á, dạ. Không phải mình rồi cái buồn quá đi học cái nghề quay dịch. Tưởng mình... ngon, dạ. Tưởng giàu. Thấy dịch cũng ngon ăn hả? Ngon ăn, thấy ai cũng giàu hết trơn á. Giờ ăn hết ngon rồi. Dạ, bây giờ quay hai chồng ăn luôn. Rồi bán dạ. Ở đâu, chỗ nào để bà con dạ, bán ở Vĩnh Xưng, Trà Ôn anh. Trà Ôn hả? Dạ. Để xa xôi quá, thôi không ủng hộ được. Rồi bây giờ hát để phục vụ bà con bác ha. Bây giờ xin phép anh Khương Dừa nha. Sao? Mình rất là ái mộ cái chương trình này. Rồi ở dưới quê mình là hầu như mọi người đều là bây giờ là đang coi livestream luôn đó. Đang coi livestream dạ. Để coi cả xóm cả làng hả? Mình đó. Dạ. Dạ. Thì mình ấp ủ mấy đêm rồi mình không có ngủ được. Dạ. Mình mới sáng tác một cái bài Ngôi Sao Miệt Vườn. Tặng cho Ngôi Sao Miệt Vườn luôn hả? Ok luôn, nhưng mà một cái giai điệu là mình không có tìm ra được, tại vì mình không phải là ngành nhạc sĩ. À. Nhưng mà cái lời nó rất là hay. Cái lời bây giờ mà nhưng mà ban nhạc thì nói là đánh như vậy thì nó cái bài chổi chổi cái điệu nhạc của Bến Thượng Hải á. À. Thì nó như vậy thì nó hơi bị giống như mình gọi là đảo nhạc. À. Cho nên là Vinh xin phép Vinh hát một đoạn thôi. Hát chay hả? Tại vì cái tâm huyết của Vinh, mình làm biết được tốn tiền lắm đó. Nhưng mà bây giờ không được hát. À. Buồn quá, hát khúc thôi. Được rồi, không rồi, ạ? Được, được, được. Rồi, mời. Ngồi xa miệt vườn từ lâu kết đói yêu thương từ khắp nơi bà con cô bác tù về đây mỗi đêm sum dậy tình ca ngồi xa miệt vườn. Tự sáng tác xin của lỗi, lỗi luôn. Sáng tác của anh luôn. Có điệp khúc được không ạ? Rồi vô điệp khúc đi. Điệp khúc luôn. Sân chơi giải trí, sân sống tuyệt vời, yêu dòng nói Khương Dừa hài hước, MC dễ thương cùng với ban nhạc một chương trình chẳng thể kém thua gì ai. Có được không ạ? Dễ thương quá. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn Vinh rất nhiều nha.
Ngôi sao Miệt Vườn rất là vui và rất là hạnh phúc khi được nhiều bà con bác yêu mến. Cũng có nhiều bà con bác viết lời, rồi viết thơ, rồi viết văn tặng, rất là dễ thương luôn. Nguyên bài luôn đó. Hôm nay dạ. Vinh lại tiếp tục là... Nhưng mà về cho phối nhạc lại tặng. Dạ. Cái giai điệu đó không có... Không, mình bữa nào mình về mình tập kỹ đi, mình thuộc. Rồi xong mình lên đây hát giao lưu được. Thuộc. Được. Rồi bữa nào mình hát giao lưu. Rung luôn à. Rồi thôi bây giờ mình về tập sau rồi giờ mình hát bài gì nè. À, càng về đêm thì mình cảm thấy nó gió nó hơi lạnh. Dạ. Và cái bài này là Có Lẽ Nào, sáng tác của nhạc sĩ Trần Thắng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Rồi mời bạn Vinh nha. Dạ, cảm ơn.
qua nói nhiều. Giọng gì mà dữ thần vậy trời? Dạ. Khỏe vậy? Nhờ quay dịch ế ngồi hát gống dữ dạ. Vậy đó. Trời ơi, dạ. Giọng này phải lên đây hát mới được. Chứ hát ở dưới có chỗ quay dịch hoài đâu ai biết. Ha. Dạ, hát rồi hát xong đuổi luôn. Rồi xíu về trời ông luôn. Dạ, em chạy về dưới 3 tiếng rưỡi á. Ồ, đi xe máy hả? Ờ. Mà em hỏi là cái nhà anh là ở đâu ạ? Bình Đại à? Ở Chợ Lách. Chợ Lách hả? Mà nghe nói ở dưới có câu lạc bộ phải không ạ? Cũng không biết nữa, đi xa quê lâu quá rồi, giờ về thăm ba mẹ không, không có giao lưu, không biết. Nói nghe đi, đừng có đi quốc lộ A xa lắm. Đi lên cao tốc Trung Lương á, rồi lên cao tốc rồi Mỹ Thuận á. Dạ. Vô em... đó, vô đó không có xe máy chạy, mình chạy trống lắm. Em đi xe máy. Ừ, vô đó chạy trống lắm, nhẹ nhàng. Cảm ơn. Nó vui thôi nha. Dạ. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Trời ơi, ở tứ Trà Ôn mà lên tới đây luôn. Dạ, gửi lại thăm bà con bác ở Trà Ôn nha. Ở dưới đang coi livestream luôn anh. Ờ, rồi bữa nào lên thì nhớ báo đặt vài con vịt lên mời bà con cô bác ở đây. Ôi rồi ở đây mà bán được chắc ngon lắm á ta. Bữa nào hợp tác đi. Ừ, lên đây đi. Nha. Ừ, đây cũng đang ế lắm á. Ế quá trời quảng cáo. Dạ, cảm ơn cô bác rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Dạ. Ừ, hát hay quá, hát mà đưa cái mic tới cái nóc nhà luôn mà còn nghe tiếng luôn, dữ thiệt. Giọng khỏe thiệt. À, rồi, bây giờ Khương Dừa sẽ mời quý bà con bác đến giọng hát của một nhá. Ờ, ok. Có mình Khương Dừa hiểu à. Ok lắm á. Rồi tới với giọng hát của một bạn trẻ là bạn của bạn bạn Linh hồi nãy. Rồi bạn Nhật. Mẹ em trai. Rồi cưng cũng đến từ Đức Hòa luôn hả? Dạ em đến từ Đức Hòa. Rồi cũng làm công việc tài chính hay sao? Dạ không, em làm tài xế ban ngày, ban đêm thì em viết nhạc. Trời, nhạc có tội tình đâu mà viết cưng. Em nhạc là để mình hát, mình sao cưng viết nhạc chứ rồi em... lấy nhạc đó mình về hát. Dạ em sáng tác. Rồi sáng tác nhạc, viết nhạc phải không? Dạ. À, mình viết nhạc. Kẹo cho nó vui thôi, rồi có bao giờ chắc không, mấy bạn này chắc ở quê chắc cũng lên sân khấu đám cưới này kia đồ hát chứ? Dạ có. Dễ mà... dầu gì đúng không? Dạ có. Ờ, nhưng mà có khi nào mình lên sân khấu của kiểu hơi hơi lớn xíu vậy để mày hát chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Rung không? Cũng hơi hơi. À, rồi. Rồi sáng tác được bao nhiêu bài rồi, viết được bao nhiêu bài rồi? Dạ cũng mấy chục. Mấy chục hả? Dạ. Chục nhiêu? Cái này sáng tác họ chục nhiêu? Chục mười. Ý là chục nhiêu tiền á, này người ta sáng tác một bài, người ta trả tiền, này viết nhiều quá phải bán bằng chục. Đó, ở dưới có ai mua không bán chục. Chục nhiêu tiền? Chục bài nhạc nhiêu tiền? Đó giờ viết tặng cho anh em nhiều chứ anh em gửi cà phê không à, chứ không có bán. Vậy, cà phê là bịch gói cà phê hả? Không, tiền uống cà phê. Tiền uống cà phê, rồi nói rõ. Bữa nào gửi cho anh coi có bài nào hát được anh mua lại cho. Dạ. Rồi đăng ký tác quyền, nhiều khi có bài nào hay là mình nổi luôn à. Rồi giờ mình hát nhạc của mình sáng tác hay là nhạc của nhạc sĩ? Dạ em hát nhạc của em sáng tác. Em à. Sáng tác cho anh Quách Nhật Minh bài Thương Em Cô Gái Miền Tây. Rồi em sẽ trình bày tác giả. Rồi mời bà con bác cho bạn Nhật một tràng pháo tay. Thương một người con gái có mái tóc dài ngang lưng.
dễ thương dễ mượt. Cánh cò bay lá bay là trên những cánh đồng vàng. Thương một người con gái có mái tóc dài ngàn lưng. Thương em cô gái miền Tây, nhìn em say đắm mà trong lòng anh xuyên sao. Đêm về giấc ngủ chim bao.